Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duyên Khải nè mọi. Và sau ngày 12 giờ đêm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với bát mồi lửa thứ 11 nè mọi. Và cũng chở vài ngày trở lại đây thì cái mồi lửa, chương trình mồi lửa nó không được hấp dẫn lắm. Tại vì là đồ boss này nó hơi yếu, hơi ít nè mọi. Là cũng bỏ 2 ngày không đánh rồi. Đây là ngày thứ 3, nói chung là cũng nghiện là dở rồi nè mọi. Nói chung là không nghiện cũng không được. Tụi này muốn kiếm đồ là phải chịu khó nghiện nè mọi. Thì Khải đã chuẩn bị cho mình đó là 48 mồi lửa nè mọi. Và ngày hôm nay thì Khải có thay đổi một chút xíu về cái may mắn nè mày. Thì Khải đang có may mắn 11 ở lần trước, thì lần này Khải đang có may mắn 12 xanh nè mày. May mắn 12 nha. Giá chuyền may mắn 3, ngọc bội may mắn 3, nhẫn may mắn 3 và một nhẫn may mắn 3 nè. Hiện tại là Khải đang có 12 may mắn 3 nha nha anh em. 12 may mắn cộng lại nè, 3 là 4 cái là 12 may mắn. 12 may mắn xanh nè. Rồi, kèm với một mặt nạ may mắn 5%. Thì để mà nói khoảng lên 17 đó. Lần trước thì có 11 miếng bánh xanh nè, lần này lên 12 miếng bánh xanh ở cái nhẫn nè mày. Rồi, rồi chúng ta sẽ thả những cái tuôn lửa đầu tiên cho anh em xem. Khải sẽ đi thả cái con ạc chính này, thả đầu tiên này. Này cũng thấy yên rồi nè. Khải sẽ thả 8 lửa, chuẩn bị một lửa này. Bỏ bát tơ nè. Rồi, phút 27:52, 27 phút 50 giây. Rồi tuần đầu tiên này, Khải sẽ thả hai tuần liên tiếp nha nè. Rồi được, Khải thả đến con ạc bên kia nó xem một xu đâu đó. Rồi 28:40 giây, hai tuần liên tiếp nha nè. Rồi đó, chờ tới khoảng thêm một phút nữa Khải sẽ thả thêm một tuần 8 lửa nữa. Anh em đang theo dõi tài trực tiếp ngày hôm nay thì đừng quên cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Và video ngắn này Khải sẽ up vào buổi trưa 11:15 trưa. Anh em có thể xem lại trên kênh của Khải để ủng hộ Khải tiếp tục nha em ơi. Ai chưa xem thì đừng quên ủng hộ mạnh, like, chia sẻ nha em. Còn em nào rồi xem rồi á, ghé qua cho Khải một like nha em. Rồi, ok, đã thả thêm một đống nữa nè mày. 28 đúng không? Tiếp tục thêm đống tiếp theo. Rồi, 30 phút 10 giây. 30 phút 10 giây. Rồi, 3 tuần liên tiếp nha nè. 27:50, 28:40, 30:10 giây. Rồi, thì nói chung thì chúng ta sau khi cứ thả lửa anh em để ý nè. Thì cứ một ạc chỉ 8 lửa thôi nè mọi. Đó. Thả một ạc 8 lửa thôi, không có nhiều đâu nè mọi. 8 lửa là full rồi. Một ạc 8 lửa, đó. Đốt lửa quá trời này, không. Thì giờ cứ chờ đợi cứ 5 phút sẽ ra boss lần. Tùy tuần em ơi, có tuần 8 lửa thì ra 4-5 con. Có tuần 8 lửa là ra không con, không ra con nào. Rồi có tuần 8 lửa là ra 2 con, 1 con là chuyện bình thường. Rồi anh em cùng chờ đợi nè mày. Phút 27:50 giây. Chúng ta sẽ quay gặp lại nha. Ok, ra vị trí boss này nè mày. Tích auto ra vị trí boss nè. Go. À, phút nhiêu? 27:50 giây, 10 giây nữa mày. Coi con tuần đầu tiên có đồ boss gì không nè, 5 giây nè. Cố gắng làm vài con nè, anh em thấy không? Thả một lúc là 24 đống lửa nè mày. 24 đống lửa.
đó, tí nữa thả 24 đống nữa thì nó sẽ tương đương là 48 đống. Ô, mít bót à? Vãi đàn, không có con bót luôn. What the hell, có lộn không anh em? Áo ma Canada chứ nè. Ờ, 8 đống đầu tiên không có con bót nào hết. Buồn gơ gốm. Mất 200 mấy một xu. Thôn, thôn, chịu anh em ơi. 8 đống nữa không có con bót nào hết. 8 đống đầu tiên luôn á. Rồi chờ đợi đến 28 40 giờ luôn em ơi. Chờ tuần 27 50 không có con boss nào. Chán dở sợ luôn. À 5 giờ nữa nè. Không có con nào nó thua luôn. Hỏa, thổ. Ui. Ui. 8 đống làm 6 bài con luôn em ơi. Lâm 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 lâm. Ôi tụi này cố gắng gỡ gạt, tụi này cố gắng gỡ gạt nè. Ui giờ boss nhiều. Ui giờ từ nó bị sao nó mất máu rồi em ơi. Tầm đánh không đúng rồi mà. Ui dù tụi này nhiều vài đáy. Đồ kìa. Ngọc bòi nhẫn các kiểu kìa. Cố lên cố lên. Rồi đậm tiền. Vô đậm tiền em ơi. Ok. Có hai ngọc bòi nha. Có hai ngọc bòi. Ba ngọc bòi nha. Ba ngọc bòi nha. Buồn đúng rồi. Buồn tụi đầu em ơi. Vãi đàn đi. Tụi đầu không có một cái gì luôn á. Rồi khui khui khui. Anh em đang theo dõi đừng quên để lại một like cho sẻ hồi trên em ơi. Hiện tại may mắn thì khả năng may mắn như lúc đầu video anh em đều xem rồi. Hồ rác này. Nón kim, sinh lực cao. Ủa, sinh lực 70. Ủa, áo thủy xấu dần. Áo, ủa, áo kháng hỏa 24. Không có gì hết em ơi. Rác luôn. Nón chón 20, rác luôn. Ngọc bòi chón 40. Ở tây, thổ, rác. Nón rác. Ngọc bòi chón 40. Trời, ngọc bòi thở lực 158. 520. Ôi gỡ gạt ơi. Trời rác luôn. 520. Trời ơi. Rồi không có gì hết em ơi. Cây nha. 520 không. Lên theo là 30 phút 10 giây. À ra boss nữa kìa. Từ ra boss nữa em ơi. 3 phút 10 giây ra boss rồi. Từ mấy con. Con này có một con kim. 8 đống này có một con kim anh em ơi. Nãy 8 đống kia ra lần 7-8 con. Có tool này không ra con nào. Tool này ra một con. Ôi một áo một nón. À, càng nhiều nhà đó. Khui lên em ơi. Khải con cánh thiên sơn quá tử đầy đủ trên đầu nữa. Trời ra. Chùa quá anh em ơi. Rất là chua. Nón kim sinh lượng lực 17x 70 cho xe chứ làm gì. Cái này để cho xe nên trong ba họ lấy nữa mà. Mấy cái trang sức này á, để dành rồi bữa nào mình ép hiện tinh nha nè. Là không có bán nữa mà. Hiện tinh 1, 2, 3 hình xu nó sẽ ra nha. Trời ơi, tổng rác không nhỉ, chết tôi rồi. Tổng rác quá rác thôi. Vậy tiếp tục thả 23, 24 đống tiếp theo nè mà. Anh em đang theo dõi video bói đồ này đừng quên đó lại Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi nè mà. Cố gắng ủng hộ Khải những video ra như thế này. Cứ 100 like trên một video ok nè mà. Chia sẻ like, chia sẻ mạnh ủng hộ giúp Khải nha. Rồi, khai thác thêm lửa. Thay cái tool này khai cho con nằm độc này đi thay lửa. Bỏ bó tơ. Lửa còn đó mà không có gì à, nhỏ vậy. 8 đống nè. 36-40 nè. 36-40 gặp lại như này mà. Phút 36 phút 40 giờ. Ý gì vậy? Ở xe bộ đồ tím Phạm Thiên ơi. Trang chủ game là võ công truyền kỳ .net nha. 36 phút 30 giây. Đúng rồi nè. 36 phút 20 giây nha. Rồi khai thả tiếp con này nữa. Rồi tiếp tục con này đi thao nữa nè. Bỏ bó tơ nè. Rồi cái này là 37 phút 30 giây. 37 phút 30 giây. Phút 37 30 giây. Rồi còn một tour nữa anh em ơi.
đợi thêm 2 phút nữa Khải lấy ăn chính thả tuần cuối nữa xong rồi đợi boss thôi nè. Đồ tuần 2 boss ra quá trời luôn, không có đồ nữa mà nhỏ quá, nó ra quá trời luôn. Má chào luôn, không có đồ. Đồ con bang được coi. Chờ. Đợi nha em ơi. 36 phút và 7 phút lận. Rồi được khai khai thêm con ăn chín nữa. Chốt luôn. 24 đóng tiếp theo nha em ơi. Ê, xin chốt. Ui. Em tự đóng tiếp theo là hết 48 đóng rồi em ơi. Nó ra bao nhiêu boss thì mặc định hình xui em ơi, không biết được. Rồi thả 8 đóng cuối cùng em ơi. Ở trên người tại sao không có lửa vậy? Mình bỏ quên lửa nha. Con hàng chính bỏ quên lửa nha. Ba mươi chín 20 giây, ok đây, 39-20 giây nha, 39 phút 20 giây. Rồi ba tuần cuối cùng 24 đóng tiếp theo nè mày, vẫn còn 8 cái này cũng là tuần cuối luôn, anh em cùng chờ đợi giây lát nha. Lấy tiền thổ lộ chạy chính nè. Ừ, hôm nay boss ra nhiều mà cảm giác đồ nó không có nha. Hôm nay boss ra nhiều hơn mọi hôm luôn á nè. Mình được cái tuần đầu lại không có boss nào, nói chung hên xui, bù qua sức lại nè. Tính ra ba đống đầu tiên thì cũng được tầm 8 con boss thì cũng tương đối. Bù qua sức lại tuần này tuần kia thôi. Ui ui da. À, quái quân đầu vô. Không có người 10 quái quân đầu vô. Đợi nha em ơi. Rồi, ra boss nha em. Đợi chờ là hạnh phúc. Cánh tiếp vòng tay này nọ luôn em ơi. Cho nó hết luôn rồi. Này không được gì nữa, bỏ luôn rồi. Toàn rác dưới rác. Rồi, bỏ luôn rồi. Và số 20. Ồ, khi nào tụi này mít nữa không chờ. Hay là 30 ta. Giờ này cái tuần đầu hay tuần này cái tính hơi lộn. Không nhớ mấy giây nữa. 36 mà chưa có gì hết. Bắt đầu đừng nói tôi này biết rồi chứ. Đó, 36-45 rồi nè, 36-45. Tuần đầu là 36-45, lại tính lộn. À, được 3 con. Một giờ chiến, ấy dạ, ấy dạ. 4 con, tuần này được 4 con. Này được 4 con được á. Cái này được 4 con nè. Bỏ nó nè. Nón, trọ, vũ khí, gia truyền, dậy. Tuần sau là bao nhiêu? 37-30. Ô, giờ bỏ nhanh rồi nè mời, 37-30 ra boss nữa nè mời. Tự ra boss rồi. 37-30, mấy con? Thổ, hỏ 2 con. Tuần này 8 đóng được 2 con. Quá xong này về luôn em ơi. Gọi gió mà đánh gì bữa giờ không có gì bán hết tiền á mà. Ngán đánh luôn em. Ui, này có vẻ ok nha. Lầm, giờ bói lên tiếp em ơi. Còn một đôi giày nữa kìa. Bán quán này bớt nữa. Ráp nè. Ôi trời, rác không ơi trời. Rác luôn. Rồi là mấy cái này tên tiêu này mà. Rồi. Phút cuối cùng là 39-20. Hãy gì hãy mua thổ thân hình phụ, thổ nó phụ ạ.
Ôi, hai tuần này cũng nhiều khá nhiều đồ ấy, không biết được gì không đây. Anh em cùng chờ đợi nữa mày. Hãy mua cái thôi nó phù không chạy lên rồi bỏ tiếp. Thôi thôi phù bỏ tiếp nữa mày. Rồi bỏ tiếp này. Anh em đang theo dõi đừng quên lòng bỏ đồ này Khải bắt 11 mồi lửa cho Khải một like chia sẻ hồ chơi lấy tinh thần động lực như nào. Phục hồi 20 giờ mà còn phục hồi 20. 512 19 20 cho đắt quá. 23 30 ra lần này cũng được. Lần này cũng ok không đẹp lắm. 29 rác. Rác luôn. Bỏ cái này tránh thở cái dòng gì áo dưới ơi. Căng banh 11 cho. Chô cha. Chô cha. Trời ơi gì vậy trời. Độc sắc mười mấy điểm trời. Rác quá trứng luôn. Này nè, rác quá luôn. Rồi, không có gì hết. Toàn còn cái bát cuối cùng chạy lên bao nhiêu con bát này mà. Bốn đêm cây vũ khí mà không có cái nào gọi lạ này mà, sốt hết. Cái này đợi trang bị này mà. Rác vãi. Tổng rác không, đi xa vãi luôn. Chạy lên này mà. Cũng... À, đi xa vãi trưởng. Này, xa bờ nè mày. Đồ thì nhiều quá nhưng mà đánh không có đồ kiểu xài được nè mày. Đồ thì quá trời luôn á. Lần này công nhận đồ hơn những quá trước khá là nhiều. Nhưng mà đỡ mà nói thì không có đồ nào xài được. Không đồ nào xài được. Không đồ nào xài được luôn á. Bớt ra nè, bớt ra nè. Một con thổ thôi xong. Hết rồi nè mày, hết gỡ rồi. Còn đúng một con thổ bắt cuối thôi nè mày. Hết cơ hội. Hết cơ hội rồi. Một ngọc bội. Thôi, hết đường rồi nè mày. Bắn này những ra đảo rồi. Ui. Chờ. Rắc không nè mày. Chịu rồi. Định dặn lòng là không bói nữa mà ghiền quá cũng phải bói nè mày. Thôi cái gì anh em thông cảm nè mày. Bắt này thì chung là ra khơi nè mày. Chỉ được mỗi cái là lưng. Lưng này chứ bán được kim hơn không đây. Là lưng thố nữa chứ. Thôi nha từ mai thôi nha. Giờ đánh cả buổi được mỗi đá lưng còn tầm trung được nè mày. Còn lại không có gì hết toàn rác rác không. Không có một gì gọi là tổng 520 rác không. Thôi bữa này cho xe làm gì vậy. Tổng rác quá rác. Rồi ok anh em ơi. Ở bát 11 này ra đảo thất bại anh em ơi. Và không gì hơn thì kính chúc anh em xem video vui vẻ nha anh em ơi. Đừng quên xem live trực tiếp của Khải vào lúc 7 giờ 15 phút hàng ngày nha anh em ơi. Và Khải sẽ up video ngắn vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày nha anh em ơi. Rồi rác này. Bye bye.